Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xedep.vn. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một dòng xe đến từ thương hiệu rất đặc biệt. Và còn đặc biệt hơn khi mà chiếc xe này đã từng xuất hiện trên kênh TikTok của xedep.vn. Và nhân tiện đây thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cũng như những điểm đặc biệt của chiếc xe này đến với các bạn. Và nếu các bạn chưa follow kênh TikTok của xedep.vn thì hãy cho tụi mình xin một follow nhá. Không dài dòng nữa, đó chính là chiếc Jetis Delta, một dòng xe touring đến từ thương hiệu Jetis. Đây là một thương hiệu cũng như là một mẫu xe mà các bạn hiếm có thể thấy ở trên thị trường. Tuy nhiên về chất lượng thì lại vô cùng ấn tượng. Và bây giờ cùng review ngay luôn nhá. Let's go. Đầu tiên thì vẫn như thường lệ mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn về bộ khung và thiết kế. Bộ khung trên chiếc xe này vẫn là một chất liệu vô cùng quen thuộc, được nhiều người đẹp xe tin dùng cũng như ưa chuộng nhất, với giá thành dễ tiếp cận, độ bền bỉ cũng như mỏng nhẹ đẹp ở chất lượng rất tốt, chính là chất liệu hợp kim nhôm. Còn về thiết kế thì ở trên chiếc Jetis Delta này được thiết kế bộ khung theo dạng là nó bo tròn cả phần trên cũng như phần túp led của dàn khung. Và cá nhân mình thì mình thích cái chi tiết này hơn là những chi tiết góc cạnh của những chiếc xe road, bởi vì nó mang một cái kiểu dáng mềm mại cũng như là thanh lịch rất thích hợp cho những chiếc xe touring như thế này. Còn về màu sắc thì ở trên chiếc Jetis Delta này có hai phiên bản màu sắc là màu xanh trắng như trước mắt mình đây và một phiên bản màu đen nữa. Cả hai phiên bản màu sắc này đều mang đến một cái cảm giác thanh lịch, thể thao và không kém phần tinh tế. Bộ khung trên chiếc Jetis Delta được thiết kế dấu dây, điều này giúp cho chiếc xe mang một cảm giác nó gọn hơn cũng như là tinh tế hơn rất nhiều, và đây cũng là điều hiếm thấy ở trên những dòng xe touring phổ thông khác. Và đó là một vài điểm đặc biệt ở về phần bộ khung và thiết kế của chiếc xe. Còn bây giờ mình và các bạn cùng đi vào phần cấu hình cũng như chi tiết. Đây mới là phần có nhiều thứ đáng để nói, xem chiếc xe có gì đặc biệt cũng như là về chi tiết cấu hình của nó có gì đáng thu hút không nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu luôn về phần bộ phận quan trọng nhất, chính là roof set. Thì ở trên chiếc Jetis Delta này sử dụng bộ chuyển động là Shimano Solra với 2 dĩa 9 lít 18 tốc độ. Thì với cấu hình này mình tin là nó đáp ứng gần như là tất tần tật các nhu cầu đi phố cho các bạn luôn rồi, thậm chí là đi với tốc độ cao nữa, bởi vì đây là một cấu hình mà các bạn thường sẽ thấy ở trên những dòng xe đua ở phân khúc tầm trung. Một điểm mà mình khá tiếc cho chiếc xe này đó chính là chiếc xe sử dụng là trục cúc vuông thay vì trục cúc rỗng. Nếu mà nó được trang bị trục cúc rỗng thì chiếc xe này là hoàn hảo luôn, nhưng mà các bạn yên tâm là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều cho đến trải nghiệm khi mà các bạn vận hành đâu nhá. Và với thầy Huấn thì 9.5 cũng được gọi là một số điểm hoàn hảo rồi phải không ạ? Và còn một điểm đặc biệt đến trên chiếc xe mình muốn giới thiệu đến cho các bạn chính là bộ phận đùm. Và đùm trên chiếc Jetis Delta này sử dụng là đùm bạc đen đến từ thương hiệu Salon, giúp cho chiếc xe đạt được hiệu năng rất tốt, bắt chấn cực kỳ tốt mà lại vô cùng bền bỉ, nghe tiếng cực kỳ đã luôn. Và đã nhắc tới bộ chuyển động thì không thể nào bỏ qua được chi tiết tay đề rồi phải không ạ? Và tay đề trên chiếc Jetis Delta này được sử dụng là tay đề Shimano Solra, giúp đồng bộ hóa để đạt được hiệu năng tốt nhất thông qua các thao tác chuyển dĩa chuyển lít cực kỳ mượt mà. Còn về phanh trên chiếc xe này sử dụng chính là phanh dĩa dầu đến từ thương hiệu Techo. Đây có thể gọi là một loại phanh dĩa 19-10 so với Shimano luôn rồi, bóp cực kỳ êm, hành trình thắng rất nhẹ mà lại vô cùng chắc, thậm chí là các bạn có thể bóp bằng một ngón tay. Vỏ bánh trên chiếc Jetis Delta được thiết kế với một độ mỏng hoàn hảo, giúp cho chiếc xe tối ưu hóa được phần khí động học khi mà các bạn vận hành. Đồng thời phần mặt của vỏ bánh được thiết kế theo dạng nhẵn ở phần giữa và hai đường gai nhỏ ở phía hai bên, giúp cho chiếc xe tăng tốc tốt hơn, bắt chớn tốt hơn và quan trọng hơn là nắm đường cực kỳ tốt. Và các chi tiết khác của chiếc Jetis Delta như là ghi đông hay bô tăng, yên xe, thậm chí là cả vành xe nữa đều được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm và đến từ thương hiệu Jetis, đạt một chất lượng hoàn thiện tốt nhất, cho nên các bạn yên tâm khi mà sử dụng nhé. Và cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất chính là mức giá. Thì chiếc Jetis Delta này có mức giá là hơn 15 triệu, và đặc biệt hơn
với ưu đãi cũng như là các chương trình khuyến mãi của tháng 4 này, cho nên chiếc xe này chỉ có mức giá là hơn 13 triệu. Vậy nên các bạn hãy tranh thủ đến với xedep.vn trên toàn quốc để chiêm ngưỡng, trải nghiệm cũng như là rước em nó về nha. Đó là những thông tin chi tiết cũng như những điểm đặc biệt của chiếc xe mà muốn giới thiệu đến cho các bạn. Theo cá nhân mình, đây là một chiếc xe có thể gọi là né đồng tiền bát gạo. Còn các bạn thấy sao về chiếc xe này, cũng như là nếu các bạn muốn tụi mình làm thêm những chiếc xe khác, hãy đừng ngần ngại comment phía bên dưới nhé. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông thông báo để nhận được những video lần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.